be some fucking chemical. Chemical in your brain that makes us different from animals. Makes us all the same. Take it if it makes you numb. Take it if it makes you calm. Take it if it makes you make it perfect. Take it if it makes you talk. Sao? 29 ngày. 29 ngày rồi. Quá nhanh. Nó giống như là 29 ngày là một tháng, nhưng mà nó anh em coi như là chạy hết sức bình sinh cho nên cực kỳ nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chuẩn bị để chia tay crew. Đây nói chung là mỗi thời gian khó mà quên được. Mà cảm giác hiện bây giờ là lạnh lắm. Ở đây mở máy lạnh dữ quá, chắc anh phải đi. Cảm giác mà mình giữ trong phim này là cái không khí làm việc của cái đoàn phim này. Mọi người đều nói chung là từ những người cao nhất cho tới những người mà cái công việc bình thường nhất, mọi người đều gắn bó với nhau, đều cái cách cư xử với nhau như một gia đình. Mình chưa kịp giận nữa là hết phim rồi. Trời chua quá. Sao vậy? Tại vì phim này mình đi phụ hay xin á, mình cũng khỏe quá mà làm ít ngày quá. Mấy phim kia mình làm cực lắm. Như là từ đầu phim tới giờ là trong đoàn không có gì xảy ra cho tới cái ngày cuối cùng luôn, cũng im điềm và rất hạnh phúc, happy. Đối với anh, một cái công việc chủ nhiệm á, về vấn đề điều hành công việc rồi, thì để điều hành công việc tốt trong một đoạn phim thì trước tiên mình phải chia sẻ. Cái vấn đề ở đây là không phải là mình muốn gì, mà vấn đề ở đây là anh em đang muốn gì. Anh em đang muốn gì mình phải hướng mình cùng với anh em nhìn về cái hướng chính của mình là mục tiêu cũng như mình đã thực hiện. Đó là mình làm sao nói với mọi người, nói với anh em hiểu được rằng chúng ta đang làm phim và làm phim cho chúng ta, chứ không phải làm phim cho anh Leslie, làm phim cho Charlie Nguyễn, làm phim cho Thái Hòa, không phải như vậy. Mà chúng ta đang làm phim cho chúng ta. Vâng, bạn chúng mình nhìn nè, lấy cái kia lên chào một cái. Nhảy bánh thôi. Kiểm tra cái bánh này sao thanh thế chạy khói nó trọc đường này em. Mình chế lại cho nó nhỏ vậy là. Chế lại. Rồi monitor lên đi. Move, bitch, get out the way, get out the way. Tuy ơi. Không có sao đâu. Nói quá nhiều chuyện quá. Nhiều quá, hỏi anh chứ ngày hôm qua bao nhiêu thứ việc. Qua chữa lửa quá trời chữa lửa. Ngày hôm qua bao nhiêu thứ việc. Nhưng mà chiều mấy giờ nó có? Máy hả? Dạ. Nó quay xong thì khoảng chừng 6 giờ. Nhưng mà nếu thì chắc cũng là 6 giờ mà nó tới 7 giờ thì coi như chỉ có 2 tiếng không biết đáng không. Thì anh cũng đẩy từ từ thôi, chứ bữa nay là cũng căng quá nữa. Đúng rồi, bữa nay ngày cuối. Từ nay mình cũng phải đẩy nó, dĩ nhiên rồi, bây giờ còn ít hơn 2 tiếng nè, và trống còn nhóm dữ, nó dữ dội lắm. Không có phim nào mà làm một cái phim lớn mà với cái tính chất như anh Charlie Nguyễn, anh rất là kỹ lưỡng và anh rất là chu đáo, thì đối với ảnh 29 ngày rất là ít. Và thành ra tụi chị nắm bắt được cái áp lực đó ngay từ cái ngày đầu mới bấm phim, mà tụi chị đã biết là tụi chị sẽ đưa làm việc với một con người rất là có cái tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật cao và cái chuyên nghiệp cao. Đúng rồi, ok, là cận của Thục. Dạ, yeah, ok, cận của Thục, okay. Rồi, rồi, Tèo, ok. Rồi, Tèo, Thục vào vị trí đầu. Những cái màn hẻm á, it does, I'm trying to plan like this, you see what you think? The scenes with Cường and Tèo.
okay? We can grab the second unit if you lend me a hand, right? While you're focusing, because you only need cat for money. Yeah. I should focus with cat. We have a second camera with its own lenses. So we pick up the 1-2 line. You just tell me what that is. Okay. We shoot that second unit. We shoot the car. We get the car. We shoot the car with Dale Thin and to make up for last night. What about audio? What about sound? Because we only have one unit of sound. Này à, ăn chua nó có sợi á, ăn được khỏe. Cắt ok nhắc nó ra, em không biết đường nào luôn. Chỉnh cái đèn lại cái lại nha, chào nha. Rồi đó mình cũng ngưng có thể thấy cái đích chút nó ao phèm rồi. Đúng rồi, nó ảo rồi. Tại đi theo là phải pan, chứ đâu phải mình dolly theo thẳng thẳng vậy đâu. Mình vừa pan chút xíu là mình thấy đích rồi đó. Rồi nó ra khô mình cũng thấy cái đích. Vậy mình dán vào xe. Mình phải dán lên. But I'm also running downstairs to see the decal on a gray car if it can become a black car. So I'm going to check it out. Because we don't have a black car, so we're putting these black paint decal on top of a gray car. They're testing it. Yeah, they're testing it. I'm gonna run down and take a look and see how it looks. Tôi bóng hơn chút nữa anh. Làm sao để tỉ là sao? Đúng rồi, xong rồi cái mình bắt cái loại là bóng. Đúng rồi. Bây giờ nó còn vần vần, lâu lắm đó. Rồi chơi xem. Bây giờ thì anh ăn uống với đoàn anh để giờ anh chuẩn bị đồ giùm em. 8 giờ bắt đầu dán. 8 giờ dán. 8 giờ. Dán chiếc lâu lắm á. Không phải đâu, tức là rồi, tất nhiên dán chiếc đến 5 tiếng đồng hồ mà. Rồi nó tranh thủ thì dán trước cái đó xíu. Không phải, tại vì 8 giờ xe nó mới chở lên đây. Xe mới tinh mà. Không thấy mặt mà thấy tay không à, khó diễn. Cái cọng nó có tay sao nhỏ vậy, tay cho em nhỏ thì nào tới kia sao kia xong vai rồi đó, xong vai rồi. Em xong vai, bây giờ em gắn micro trên tường. Bây giờ là 12 giờ khuya, mình tập trung từ 6 giờ rưỡi sáng thì lúc này là mình cho phép ai mà có được ngủ vài phút thì cứ tranh thủ ngủ. You know, một người giống như đạo diễn. Là sắp bị gì không? Hỏi bị gì em? Bây giờ là 1 giờ sáng, mình sửa soạn qua bên Armani Cafe. Quay thêm một cái cảnh, hồi nãy anh Dustin ảnh mệt quá, ảnh muốn ngủ. Thì ảnh đang ngủ trong phòng của mình. Có gì mình vô mình thức ảnh cái cho ảnh quay second unit. You should be able to do it to a scene right across from the Armani because it's Đồng Khởi, you know, lots of light. Okay. So I can just walk up over what they do in the light. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Đúng rồi Dũng. Bây giờ mình xong ở đây rồi ha. Bây giờ anh với nguyên đoàn với anh Charlie chạy qua bên Armani. Mình sẽ quay cái màn setup của Armani. Trong khi đó mình chọn cái vị trí ở đường gần nhà mây Đồng Khởi đó, mình quay Tèo với lại Cường. Khách lại. Cứ ngồi mắng lại với. Mua vé rồi. Dạ chạy qua bên kia. Bên chỗ nào á. Để quay phân đoạn cuối cùng của mình, của dài dài của Tèo. Anh mệt không? À cũng gì đâu. Anh mệt không? Nằm trên xe á, không. Tưởng anh nói anh mệt, anh ngủ không, anh mệt. Ta làm.
ta quay á, ta diễn mệt là bị đánh lên phải không? Người ta quay, ta diễn 19 tiếng rồi, ta chưa dám nói mệt. Anh nói mệt rồi, xử anh luôn, thảy xuống xe lái luôn. Mệt là bị đánh lên phải không? Đúng rồi, anh nói mệt chứ. Là nghiệp đó không? Khép chuyên nhân đi. Thông cảm với Lương ơi. Điện thoại chuyên nhân về đây.